Dũng Audi cho ô tô số 1 Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị cùng toàn thể các anh chị em. Và ngày hôm nay kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi tiếp tục lên sóng cho anh chị em một cái mẫu xe mới về. Hôm nay em về cho các bác một chiếc xe phân khúc hạng B chạy tiết kiệm nhiên liệu nhập khẩu. Và đây chính là một chiếc Kia Rio 2016 số tự động trang bị động cơ 1.4 chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu. Một dòng xe được nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc, và với những cái dòng xe nhập thì chạy bao giờ nó cũng êm ru rồi, nó rất là bền và chạy cực sướng. Tiêu chuẩn tiêu chí đánh giá với lại tay nghề ở nước ngoài điển hình như chiếc xe này ở Hàn Quốc bao giờ cũng cao hơn so với ở Việt Nam. Và hôm nay em sẽ lên video chi tiết về chất lượng của xe, sơn xi ngoại thất bên ngoài, nội thất bên trong để cho quý anh chị em cùng tham khảo. Và nếu anh chị em nào thích chiếc xe này, liên hệ ngay cho Dũng Audi 0855 966 966 để thương lượng về giá cả, hoặc mọi người đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Long Cường, phường Thứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe để cảm nhận và đánh giá về chất lượng của những cái mẫu xe mà bên em mang lại cho anh chị em. Ok, không để các bác chờ lâu, em sẽ đi vào review chi tiết luôn. Và nếu anh chị em nào ở xa thì em có ship xe này, có hỗ trợ trả góp trên mọi miền tổ quốc. Đầu tiên thì em này trang bị cụm đèn halogen và có giải đường nét định vị ban ngày. Đèn gầm là đèn bi, cái giải đường nét định vị ban ngày thì nằm ngay dưới cái cụm đèn halogen. Xe tư nhân biển 30 Hà Nội. Với những quý anh chị em nào ở Hà Nội mà mua chiếc xe này thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền, khi mà cái số tiền chi phí bỏ ra để đổi biển thì nó sẽ ít hơn. Và tiếp tục bên ngoài thì em này trang bị 4 la răng đúc đa chấu, 4 phanh ABS và xinh nhan được tích hợp trên gương. Form dáng thì cũng rất là trẻ trung và thể thao. Hiện tại thì trời vẫn đang mưa lâm tâm đây. Đánh xe ra quay thì vì xe mới về, mọi người livestream mọi người cũng hỏi cũng khá là nhiều, nên em sẽ quay luôn, tranh thủ quay luôn cho mọi người khi mà mưa nhỏ nhỏ này. Và đằng sau xe được trang bị là camera lùi, đèn đóm thì còn rất rất là đẹp. Về mặt chất lượng của xe thì bên em cam kết luôn với anh chị em là xe không đâm xô, va chạm, tai nạn, ngập nước. Máy số zin 100%, zin đét luôn nhá, xe siêu đẹp, siêu siêu chất luôn. Và đi sang vòng sang phần thân bên lái để cho anh chị em ngắm kỹ hơn về tổng thành, form dáng, sơn xi, ngoại thất bên ngoài của chiếc Kia Rio 2016 số tự động, xe trang bị động cơ là 1.4 này. Đấy. Như vậy là em đi hết một vòng chung quanh xe để cho anh chị em ngắm tổng thành, form dáng, ngoại thất bên ngoài rồi. Còn bây giờ em sẽ đi vào nội thất bên trong để review cho quý anh chị em. Đấy, bắt đầu đi vào review. Và đây chính là nội thất bên trong. Đây là hàng ghế trước này và hàng ghế sau, gọn gàng sạch sẽ thơm tho nhá. Và xe trang bị là ghế da màu kem còn nguyên zin nguyên bản. Táp ly táp lô em này trang bị là với hai tông màu. Táp ly táp lô cũng trang bị là hai tông màu. Và mọi người nhìn này, vân viết nổi cực kỳ là đều nhá. Vân viết nổi rất là đều. Hệ thống gương kính chỉnh điện đã được trang bị rồi. Trên vô lăng được tích hợp bàn phím, có luôn cả đi ga tự động cruise control và cái nút điều khiển âm thanh tăng giảm âm lượng được trang bị ở trên vô lăng đây rồi. Vô lăng thiết kế 3 chấu theo phong cách thể thao. Đấy, vô lăng thiết kế 3 chấu theo phong cách thể thao. Màn hình giải trí đã có ổ đĩa DVD và đằng sau trang bị camera lùi. Điều hòa trang bị hai vùng nóng lạnh. Được chưa? Và trần nỉ nguyên bản theo xe. Đấy, có trần nỉ nguyên bản theo xe. Xe rất là đẹp rồi. Đấy là những cái trang thiết bị công nghệ. Em này cũng được trang bị một số những cái công nghệ rất là hiện đại như là cruise control cũng có luôn ở trên xe rồi. Và bây giờ em sẽ đi review về mặt chất lượng của xe. Nhân tiện đây thì em sẽ mở luôn cốp và lắp cabo. Về mặt chất lượng của xe thì mọi người nhìn này, những cái ốc rằng cửa ở đây thì xe chưa có hiện tượng là mở ốc nhá. Chưa có hiện tượng gì là mở ốc hay là tác động bên ngoài vào con ốc nhá. Và quay đến cái phần chỉ này. Đấy, chỉ đây. Chỉ thì thẳng tắp nhá. Chỉ thì thẳng tắp luôn, được chưa? Đấy. Và ở cái phần ốc bản lề. Ốc bản lề ở đây này, mọi người nhìn này, chưa có hiện tượng mở ốc hay là tháo dỡ nhá, chưa có hiện tượng mở ốc hay là tháo dỡ. Bản lề trên cũng như là bản lề dưới. Được chưa?
bản lề trên cũng như bản lề dưới. Đấy, thì mọi người, anh chị em có thể nhìn thấy nó rất là đẹp đây. Đấy, rất là đẹp nhá. Thì chứng tỏ là cái phần cột này chưa xảy ra cái hiện tượng là đâm đụng va chạm gì. Và chuyển xuống cái cánh đằng sau bên lái thì ở đây phần chỉ này. Đấy, phần chỉ đây nhá. Phần chỉ cũng thẳng tắp thẳng tút luôn. Được chưa? Không có hiện tượng là đâm xô va chạm. Còn bản lề thì em đã quay cho quý anh chị em rồi. Đi xuống đằng sau, mở cốp xe lên để review cho mọi người. Thì ở đây, về phần form dáng thì nó không có hiện tượng là lệch lạc về form hay là về dáng. Các bác nhìn những cái đường cong này rất là mềm mại nhá. Chuẩn form, chuẩn dáng luôn. Bên này cũng vậy, đây là bên phụ. Đấy, chuẩn form, chuẩn dáng luôn nhá. Phần chỉ này, đây chính là cái phần chỉ trên xe. Được chưa? Nó căng đét rồi, dìn đét rồi. Và xuống phần sắt xi khung gầm. Đây. Thì sắt xi khung gầm này, màu đen xi đen sũi luôn. Không có cái hiện tượng là han gì, mối mọt hay là cái vết hàn cắt ghép nối nhá. Không có cái hiện tượng gì là han gì mối mọt hay là cái vết hàn cắt ghép nối luôn. Đấy. Quá là đẹp rồi. Rất là ok luôn nhá. Rất là ok. Còn bắt đầu đi sang cái phần thân bên phụ này. Đi sang phần thân bên phụ thì mọi người nhìn đây. Bắt đầu ở cánh đằng sau bên phụ thì phần chỉ này mọi người nhìn này. Đấy. Chỉ cũng thẳng tắp và căng đét luôn nhá. Chỉ cũng thẳng tắp và căng đét luôn. Đến phần răng cửa. Đây. Cũng chưa có hiện tượng là mở ốc, còn nguyên zin nhá, nguyên zin nguyên bản. Lên phần cánh trước bên phụ này, lên phần cánh trước bên phụ đây. Đấy, cái phần ốc bản lề nhá, bản lề trên này cũng như là bản lề dưới này. Đấy, bản lề trên cũng như bản lề dưới đây. Được chưa? Nó quá là đẹp rồi. Còn phần răng cửa này, răng cửa lên phần cánh trước này. Con xe của em zin toàn tập luôn nhá. Zin đét luôn. Máy số còn nguyên zin. Cột keo keo chỉ nguyên zin nguyên bản. Và đây chính là phần chỉ. Được chưa? Quá nét các bác nhá. Quá nét rồi. Bắt đầu đi vào bên trong phần khoang động cơ để review cho mọi người. Ở phần bên trong phần khoang động cơ, tính trước thì còn nguyên zin này. Đây các bác nhìn này. Đấy, kính lái đây. 2016 luôn nhá. Đấy, kính lái. Kính vẫn còn nguyên zin nguyên bản luôn, kính lái vẫn còn đời 2016. À, mặc dù là cái phần kính thì vâng, em để em nói thêm về cái phần kính. Thì thực ra là cái phần kính chúng ta khi mà đi đường cũng không tránh khỏi những lúc mà đá nó bắn vào. Đấy, những cái viên đá khi mà đi đường nó, những con xe khác thì nó chèn vào lốp rồi nó bắn vào. Có thể là cũng là nguyên nhân gây ra là chúng ta cái việc thay kính. Hoặc là chúng ta đôi khi là chúng ta để xe ở bên ngoài. Bên ngoài cũng không tránh khỏi là việc bị đá bắn hoặc là những cái vật gì đó nó bị rơi vào xe. Đấy, có rất là nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên chiếc xe này thì kính lái của em vẫn còn nguyên và hàng kính hai bên phụ bên lái và đằng sau cũng còn nguyên zin luôn nhá. Xe nói chung là zin 100% rồi, nguyên zin nguyên bản hết. Và bây giờ vào bên trong phần khoang động cơ thì mọi người nhìn này. Cái đầu tiên chúng ta nhận định là khoang động cơ nó khô gioăng luôn, khô ráo, không có cái hiện tượng chảy dầu hay là chảy mỡ nhá. Khô gioăng, khô đét luôn. Được chưa? Máy móc còn nguyên zin và ốc chân máy thì chưa có cái hiện tượng là mở ốc nhá. Ốc chân máy cũng chưa có hiện tượng mở ốc. Máy móc thì cũng còn nguyên zin nguyên bản, máy số nguyên zin luôn. Đây hộp số đây. Này thì quay được rõ hộp số luôn cho mọi người nhìn này. Đấy, quay rõ hộp số luôn nha. Xem là xe có va quẹt, va chạm gì không. Mọi người nhìn ốc cabo này.
không có hiện tượng mở ốc, được chưa? Ở đây thì gần như là chiếc xe nào nó cũng vậy, tại vì nó tiếp xúc trực tiếp với cả khoang động cơ tỏa nhiệt ra rất là lớn, nên là những cái phần hoen hoen ở đây nó sẽ bị ố màu theo thời gian. Đây này, kể cả chỉ chiếc này cũng sẽ bị ố màu theo thời gian nhá, bởi vì là nhiệt nó rất là lớn khi mà nhiệt ở cái khoang động cơ nó tỏa ra. Đấy, này, ốc ác này, thấy chưa? Nguyên zin luôn nhá, nguyên zin nguyên bản. Đấy, logo Kia hai bên này vẫn còn tròn xoe, thấy chưa? Ở đây thì do cái bụi bẩn nó bám vào, cái logo Kia vẫn còn tròn xe này, ok chưa? À, như vậy thì em đã review xong. Như vậy thì em đã review xong tới toàn thể quý anh chị em một chiếc Kia Rio, một con hàng nhập khẩu nguyên chiếc tới từ Hàn Quốc, số tự động, xe trang bị động cơ là 1.4 sản xuất vào năm 2016, và với giá bán của em này là 395 triệu đồng, vẫn còn có thể thương lượng thêm. Anh chị em nào quan tâm về xe hãy liên hệ trực tiếp 0855 966 966 để thương lượng về giá cả. Còn bây giờ em xin kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.